Luật đất đai sửa đổi sẽ tác động tích cực phát triển kinh tế bất động sản. Loạt cán bộ đăng kiểm ở Hải Phòng bị khởi tố tội nhận đưa hối lộ. Đình chỉ hoạt động của công ty CellLab sau phản ánh của lao động. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự lúc 20 giờ được phát sóng hàng ngày trên laodong.vn. Bản tin hôm nay ngày 18 tháng 1 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng ngày 18 tháng 1, tại giao lộ đường Nhà Vuông, quốc lộ 22, huyện Hóc Môn, đội cảnh sát giao thông An Sương thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập chốt kiểm tra, xử lý xe chở hàng cồng kềnh, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Trong khoảng 1 giờ lập chốt, nhiều trường hợp vi phạm đã bị cảnh sát giao thông phát hiện và lập biên bản xử lý theo quy định. Dù đã cận Tết nhưng tại chợ Đống Đa, quận Hải Châu, Đà Nẵng lại gặp tình cảnh đông người bán vắng người mua khiến tiểu thương lo lắng. Tình hình kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu, tiểu thương cũng phải đối diện với nỗi lo đủ bề. Nhiều quầy hàng đã quyết định đóng cửa, người còn mở bán thì phải gánh lỗ mỗi ngày. Việc thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua tỉnh Quảng Trị gặp tình trạng chậm tiến độ do hiện có hàng chục vị trí chưa được bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân là do 9 khu tái định cư phục vụ việc di dời cho 351 hộ dân hiện chưa xây dựng xong. Hiện 9 khu tái định cư đang được thi công cấp tốc để kịp bàn giao vào cuối quý 1 năm 2024. Thưa quý vị, hôm nay ngày 18 tháng 1, Quốc hội bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 với đa số phiếu tán thành thông qua luật đất đai sửa đổi. Các chuyên gia đánh giá đây là dự án luật lớn có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Hôm nay 18 tháng 1 tại nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 5 với đa số phiếu tán thành Quốc hội thông qua luật đất đai sửa đổi. Luật đất đai sửa đổi được thông qua với một cái sự công phu tâm huyết của ban soạn thảo, của các đại biểu Quốc hội, của các chuyên gia, các nhà khoa học. Luật lần này được thông qua sẽ là một cái công cụ pháp lý quan trọng, một cái hành lang, một cái cơ sở quan trọng để một là thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển. Lần này luật đất đai thì cơ bản có những cái quy định nó rất là phù hợp, nó có những cái quy định rất là chi tiết và nó cũng giải quyết được xung đột lợi ích giữa các bên. Đó, vì vậy cho nên nó là người ta kỳ vọng cái luật đất đai này thì nó sẽ thúc đẩy các cái hoạt động đầu tư được phát triển nhanh hơn. Bởi vì đầu tư thì dự án cái nào nó cũng liên quan đến đất đai hết. Nếu mà quy định đất đai nó rõ ràng, nó minh bạch thì người ta sẽ thực hiện nó nhanh, nó sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế sẽ tốt hơn. Thưa quý vị, để thu được lợi nhuận lớn từ kinh doanh mỹ phẩm online, nhiều chủ cơ sở đã nhập mỹ phẩm giả nhái các thương hiệu lớn tại các kho hàng lậu, dán tem mác và tung ra thị trường. Cận cảnh các kho mỹ phẩm giả đã được phóng viên Báo Lao Động ghi nhận. Kem chống nắng, serum, mặt nạ, nút hoa hồng là những sản phẩm làm đẹp quen thuộc của chị em phụ nữ. Vẫn những thương hiệu đình đám, nhãn hàng quen thuộc thường thấy trong các cửa hàng. Tuy nhiên, tất cả các sản phẩm mỹ phẩm này khi được quảng cáo trên trang cá nhân của chủ kho hàng tại Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội này lại có giá chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với bình thường. Cái này em cứ bận mà bán trộn ấy, toàn lấy đây chị ạ. Bán trộn toàn lấy đây. Nhưng mà chỉ mỗi là cái này này. Cái này thì là nó khác một tí thôi. Ý là cái này là bình thường, nó là màu nâu hay sao ấy. Kho hàng này còn thường xuyên phân phối trên các nền tảng thương mại điện tử. Và để nâng giá các sản phẩm mỹ phẩm nhái các thương hiệu, tem giả là phụ kiện không thể thiếu. Chị tưởng là cái này người ta dán sẵn hết rồi. Có cái người săn có cái không dán. Mình tự dán. Bên cạnh nguồn hàng nhái nhập lậu từ Trung Quốc, mỹ phẩm gia công tại các kho xưởng ở Việt Nam là một trong những nguồn cung cấp chính cho nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh. Sau nhiều thời gian thực hiện tuyến bài, bí mật về những nguồn hàng mỹ phẩm gia công tại Hà Nội được phóng viên ghi nhận. Tiếp nối bản tin, mời quý vị cùng theo dõi một số thông tin nhanh nổi bật diễn ra trong ngày. Để giải quyết những điểm đen kẹt xe, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố sớm bố trí vốn để xây cầu vượt thép và hầm chui tại 6 nút giao lớn như nút giao ngã tư 4 xã, giao lộ Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị với tổng vốn khoảng 7.000 tỷ đồng, triển khai giai đoạn từ nay đến năm 2030. Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố vụ án hình sự đối với 6 đăng kiểm viên về tội nhận hối lộ, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại chi cục đăng kiểm số 10 ở Hải Phòng thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam.
Sau phản ánh của báo Lao động liên quan đến hàng loạt sai phạm xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc toàn cầu tại tầng 2, số nhà 155 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Vì việc phòng khám này mời khách chữa bách bệnh bằng tiêm truyền tế bào gốc từ người, Sở Y tế thành phố Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính và có công văn về việc đình chỉ hoạt động của cơ sở này gửi Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng để thực hiện giám sát. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự lúc 20 giờ của báo Lao Động. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.